Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết để phục vụ việc đấu nối dự án tuyến ống cấp nước ở một số khu vực, đơn vị sẽ giảm áp lực bơm nhà máy nước Thủ Đức, do đó một số quận nội thành sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc giảm áp lực bơm nước trong khoảng thời gian từ đêm ngày 11 tháng 7 đến sáng ngày 12 tháng 7. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ giảm áp lực bơm nhà máy nước Thủ Đức và cô lập ngưng nước tuyến ống truyền tải dọc theo trục đường điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, 2 tháng 3, từ 22 giờ ngày 11 tháng 7 đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7. Do đó, nhiều khu vực thuộc 4 quận trung tâm sẽ mất nước trong khoảng 7 tiếng, gồm quận 1 4 phường, quận 3 11 phường, quận 11 13 phường và toàn bộ quận 10. Đồng thời, 4 phường của quận 5 cũng sẽ bị ảnh hưởng gây nước yếu để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân tổng công ty cấp nước sài gòn đã có phương án điều tiết điều phối nguồn nước hỗ trợ